được biết sao đó. Chị Linh, chị đi đi, cứ để đó cho em. Em nghĩ bao nhiêu chuyện không được hết sao? Mau để xuống chị kiện ngay lên. Đến đường lớn xíu xin nghỉ. Đứa má, đứa má, bụng có sao không? Bình đi, đi thôi. Có biết hay không? Chắc chắn chính là đám người lần trước thay tụi mình. Bọn chúng giết mình để diệt khẩu. Cái này bọn chúng đã dặn mày để trừ khử tụi mình. Em nghĩ cho rõ đi. Hắn chỉ gì là ích cá nhân. Chứ đây không phải là gì thù ác cá nhân đâu. Tụi rất đâu phải chỉ gì là ích cá nhân vì tiền thôi. Dùng cho sát thủ tụi mình. Chúng làm gì tiền đó. Vì tiền ngày mai, em sẽ tìm một chút để tính sổ. Nếu như em làm như vậy, là thù oán cá nhân thôi. Vậy thì không được. Tại sao? Tại sao là không được? Nếu như em có thể làm được, thì lúc này đã có thể hại được mục tiêu rồi. Nếu như em làm được, thì nó không bị cảnh sát phát hiện như vậy rồi. Nếu chị không biết thì sao? Một bạn em có thoát nổi không? Em học cách tự quyết định khi nào vậy? Sao chị kia em quỷ học đồng đó mà không nghe hả? Vậy thì diễn tới bao giờ mà chị tự quyết định mà chuyện gì? Chị đã muốn kết hôn phải không? Em cũng biết là em đâu có đâu biết gì đâu. Chị muốn cách kiếm tiền tay. Em cứ im lặng mà. Hay là xem như em là quý hợp đồng phần nữ của chị đi. Em nói gì hả?